Bữa nay thì Thầy bàn về cái bổn môn Pháp Hoa và cái tích môn Pháp Hoa. Để cho tất cả các Phật tử chúng ta nắm vững cái này để chúng ta tu hành. Thì trước nhất, quý vị hiểu cái nghĩa mà tích môn Pháp Hoa. Thường thì chúng ta có một bộ kinh Pháp Hoa mà 28 phẩm. Hòa Thượng Trí Tịnh dịch ra để cho các Phật tử chúng ta tụng. Đa số chúng ta theo cái kinh văn đó mà ta tụng. Thì cái chỗ này đó, chúng ta gọi đây là tích môn. Tức là tất cả những cái gì mà của Đức Phật Thích Ca Ngài giảng dạy trong suốt 49 năm đó, rồi gom trở lại đó, lấy cái tinh ba của nó mà để truyền bá cho đời sau á, thì cái này ta gọi đó là kinh Pháp Hoa tích môn. Thì như vậy đó, có nghĩa là cái bộ kinh Pháp Hoa của chúng ta đó là tập hợp hết những cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên đó, nó gồm hết tất cả các cái kinh mà nguyên thủy, rồi luôn cả kinh Đại Thừa rút trở lại đó, nó thành ra bộ kinh Pháp Hoa. Nhưng mà từ cái kinh nguyên thủy cho tới kinh Đại Thừa đó, thì bây giờ nó đâu? Ta đọc kỹ rồi đó, thì chúng ta thấy chính cái đó, đó là Đức Phật Thích Ca rút trở lại tất cả những cái gì gọi là tinh ba của loài người chúng ta. Cho nên đó, khi mà Đức Phật thành đạo rồi á, Ngài nhìn, Ngài thấy mà Ngài biết nó chính xác rồi. Cho đó mà Ngài nói kinh là Ngài chỉ cho chúng ta đó, cái gì mà từ trước cho tới bây giờ người ta thấy không đúng. Cho nên Ngài điều chỉnh cái này lại. Cái gì đó mà đúng thì Ngài giữ và Ngài phát triển lên. Cho nên đây nó ta gọi là kinh Pháp Hoa về mặt lịch sử. Thì đây gọi là tích môn. Cho nên Đức Phật mà Ngài xuất hiện trên cuộc đời này, Ngài làm Thái tử, rồi Ngài đi tu, Ngài thành Phật, Ngài thuyết Pháp, Ngài vào Niết Bàn. Thì cái này đó ta gọi là tích môn Phật. Tức là Phật này là Phật lịch sử. Tức là Phật mà có hiện trên cuộc đời. Mà Đức Phật nói với chúng ta đó, hãy cái gì có sanh thì phải có diệt. Có hiện trên cuộc đời thì nhất định phải biến mất trên cuộc đời thôi. Cho nên có sanh thì phải có chết thôi. Không phải là con người bất tử, không? Đây là Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhìn, chúng ta thấy Đức Phật á, Ngài sanh trên cuộc đời, Ngài làm Phật thiệt, Ngài thuyết Pháp, rồi Ngài cũng vào Niết Bàn thôi. Thì cái này đó là chúng ta thấy rõ theo mặt lịch sử. Nhưng mà bây giờ đó, đi sâu vào cái chỗ tích môn này đó, để ta tìm cái bổn môn, tức là tìm cái gốc, chứ bổn là gốc. Tức là Đức Phật từ đâu sanh trên cuộc đời này? Rồi khi mà Ngài sanh trên cuộc đời này, Ngài làm cái gì? Rồi bây giờ đó, ta gọi là Ngài chết rồi, Ngài về đâu? Đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta tu, tìm gốc mà. Cái hình thức thì nó như thế, nhưng mà còn cái chính của nó là cái gì? Ta tìm cái này chứ. Thì đây gọi là tìm bổn. Tức là nương theo tích đó, mà tìm bổn, bổn tức là gốc. Cho nên kinh Pháp Hoa đó là quý vị thấy Đức Phật lấy cái biểu tượng là hoa sen. Hoa sen để cho chúng ta. Mà cái hoa sen đó, thì bây giờ đó, nó đầu tiên đó, là cái hoa sen đó, từ ở trong bùn đất đó, mà nó mọc lên. Từ cây sen ở trong bùn mọc lên, rồi mọc lên thành cây sen. Rồi khi đó
Cái hoa sen nó nở ra một cái đó thì nó tỏa cái mùi hương ra cho cuộc đời. Rồi đó, bây giờ đó, cái hoa sen nó nở ra rồi thì nó tỏa hương rồi đó thì nó tàn. Cho nên đó, nó còn lại cái gương sen. Còn lại gương sen. Cái hoa thì nó rơi rụng xuống, các cánh hoa rơi rụng hết. Nhưng mà còn lại cái gương. Còn lại cái gương nó để làm gì? Tức là để nuôi những cái hạt sen ở bên trong. Rồi những cái hạt sen đó, đó nó nuôi cho đến già, đến chín rồi cái hạt sen đó nó rụng xuống thì nó sẽ mọc lên những cái sen mới. Những cái sen mới lên nữa. Nó mang cái tính cách liên tục. Thành ra chúng ta nhìn chúng ta thấy vậy. Hoa sen, pháp hoa ta thấy đây là hoa sen. Thì bây giờ nó tưởng con người của chúng ta đây đó, bảo rằng làm con người ở trong cái thế giới ta bà này, trong cái thế giới ta bà này ta gọi là ngũ trược. Đây là cái thế giới xấu này. Thế giới xấu ngũ trược đó, tức là thứ nhất là kiến trược, tức là cái thấy của chúng ta đó. Ở trên cuộc đời này đó, ít có ai mà nhìn ra đó, mà thấy mọi việc xảy ra trên cuộc đời này mình bằng lòng hết. Tức là đa số mình thấy mình không bằng lòng. Từ cái chỗ mà không bằng lòng này đó, nó mới dẫn tới cái chỗ khổ. Nếu mà mình bằng lòng, tức là vừa ý mình đó, thì mình mới vui chứ. Còn bây giờ nếu mình không bằng lòng được, trái lại với cái suy nghĩ của mình, cái ước mơ của mình, cái tham vọng của mình đó, thì cái trường hợp này đó, trở thành khổ rồi. Cho nên thế giới ta bà là đó. Cái chỗ này Đức Phật nói là kiến trược. Tại vì chúng ta thấy không đúng, tại sự thật nó không phải như vậy, mà ta thấy như vậy đó là ta thấy sai rồi. Cho nên từ cái chỗ thấy sai này đó, mà dẫn cho đến cái cuộc sống đau khổ của con người đấy. Bây giờ Đức Phật biểu chúng ta phải thấy cho đúng lại một chút. Thấy đúng đó, tức là cái thấy chúng ta trong sáng. Muốn thấy có cái trong sáng là chúng ta phải có một cái đời sống trong sáng, tức là cái chánh mạng của chúng ta. Thế nên từ trong bùn, nhưng mà bây giờ phải biến thành hoa sen trước đó. Thế nên chuyện tu của chúng ta đây là biến con người chúng ta mà trở thành tinh khiết đi. Thì khi mà tinh khiết này đó, thì lúc bây giờ đó, con người chúng ta sạch nghiệp rồi đó, tinh khiết rồi đó, thì chúng ta thấy đúng thiệt. Còn hồi nãy chúng ta thấy là chúng ta thấy theo nghiệp của mình. Chúng ta thấy theo nghiệp của mình. Cho nên cái này thiệt ra đó là xấu, nhưng mà thấy theo nghiệp cho nên ta nói tốt. Thiệt là xấu, nhưng mà thấy theo nghiệp, vì nghiệp cho nên đó, chúng ta nghĩ nó tốt. Rồi khi ta nghĩ nó là tốt rồi đó, ta thấy nó tốt, ta nghĩ nó tốt đó. Rồi bây giờ đó, nó, ta đem nó về rồi đó, lúc bây giờ nó không tốt nữa. Thực của nó là không tốt, nhưng mà nãy vì nghiệp đó, cho nên ta thấy là tốt. Rồi bây giờ thực đó, nó không tốt, nó không tốt cho nên ta khổ, rơi vô trong hoàn cảnh khổ. Nên cái này Đức Phật nói là do thấy sai lầm. Mà cái nguyên nhân thấy sai lầm này đó là nó phát xuất từ cái tham vọng của con người, tức là lòng tham của con người. Cho nên tất cả mọi người đó là đều sống với cái lòng tham của mình. Mà vì cái lòng tham của mình đó, là tất cả mọi người chúng ta đây đó là thường hay che giấu cái xấu của mình đó, mà bày cái tốt ra ngoài. Thực ra không tốt, nhưng mà mình cũng giả dối làm cho nó tốt đi. Thiệt ra đó là mình nghèo, nhưng mà mình đó, ra đường đó, sợ người ta thấy mình nghèo, người ta xem thường mình, cho nên mình sợ đi. Đó, tức là từ chỗ này mình dối rồi. Vì mình sợ đó cho nên mình muốn che giấu cái nghèo của mình đó, cho nên mình phải vay mượn, phải làm thế này làm thế kia đó, để người ta ngoài nghĩ rằng đó, mình cũng như người ta, mình cũng giàu có. Thì tất cả mọi người đó đều sống với nhau đó, là sống với cái giả dối này.
Tại vì mình nghèo nhưng mà mình muốn làm ra giàu sang. Cho nên ra mình gặp cái người bạn nó cũng như vậy. Nó cũng là nghèo nhưng mà nó muốn làm ra vẻ giàu sang. Cho nên chỗ này hai người đều thấy với nhau không thực hết. Nó thức thấy không đúng này. Cho nên là cuộc đời này đó là vì lòng tham cho nên người ta mới giả dối. Giả dối. Người ta mới lường gạt với nhau được. Nhưng mà hãy nói cái người nào nói Đức Phật nói là cắt bỏ cái lòng tham đi thì chúng ta thấy nó chính xác. Bỏ lòng tham được thì chúng ta nhìn thấy chính xác. Cho nên trong cái đời tu của Thầy, Thầy ít mắc phải những cái sai lầm ta nhờ cái này. Tức là cắt cái lòng tham trước, cắt bỏ cái này. Mà khi cắt bỏ cái này rồi, mình nhìn lại, mình thấy được sự thật đúng như nó. Mình thấy đúng. Mình không bị cuộc đời này nó lừa dối mình được. Nó gạt mình được. Đây là chính cái thấy của mình. Nhưng mà nếu mình tu về Đại Thừa nữa, mình có niềm tin ở Đức Phật và các vị hiền thánh đó, thì mình nhận thêm được cái điều nữa là các ngài hộ niệm cho mình. Các ngài hiệu hộ niệm cho mình, các ngài nhắc nhở mình chứ. Cho nên tự mình thấy. Tại nên khi mà Thầy chưa thấy đúng sự thật đó, thì lúc bây giờ Thầy nhờ cái này, nhờ cái sức hộ niệm của các vị hộ pháp thiện thần này, mách bảo đó. Nên có một cái người đã tới để mà nói cái gì đó, để mà làm cái gì đó nữa. Thì tự nhiên ở trong thâm tâm Thầy, Thầy nhận được cái tín hiệu. Tín hiệu này không biết là của ai, mà thường cái này ta gọi là hộ pháp thiện thần. Tại vì các ngài theo hộ mình, cho nên các ngài nói mà nói thẳng vào tâm mình. Cho nên lúc bây giờ đó là quý vị nếu mà tu theo bổn môn đó, thì bắt đầu đó, mình nghe bằng tâm, mình nói bằng tâm, nghe bằng tâm mình và mình nói bằng tâm mình. Cho nên tất cả các vị hộ pháp thiện thần đó, họ nói thẳng vào tâm mình, tức là không có ngôn ngữ. Ngồi chung ở trong đạo tràng thế này, mà người nào được Phật hộ niệm, người nào được các vị hộ pháp thiện thần mách bảo đó, thì cái người đó nghe được cái âm thanh từ ở trong lòng mình, mà những người ngồi chung quanh mình họ không nghe gì hết. Mình thấy được những cái việc đó, mà mọi người chung quanh mình không thấy. Cho nên có người đó trong một cái hoàn cảnh mà nguy hiểm nhất, thì lúc bây giờ đó họ nhìn lên bầu trời, họ thấy Phật Bà xuất hiện. Thế nên chỉ có người này thấy thôi chứ. Tức là đứng chung một chỗ nhiều người, nhưng mà chỉ có một người thấy Phật Bà thôi. Còn tất cả những người kia nó thấy là mây trời, chứ họ không thấy được mặt. Cho nên khi mà chúng ta tu đó, chúng ta muốn tìm những cái việc mà không thể thấy được bằng mắt mà thấy, không thể nghe được bằng lỗ tai mà nghe, phải không? Đó là trên bước đường tu, gọi là tu về bốn môn. Tức là không thể dùng mắt để mà thấy được, mà thấy này, chỗ này ta thấy Phật, ta thấy được Đức Phật bổn tôn. Cho nên trong Kinh Nguyên Thủy, Đức Phật thường hay nói với mấy các bà la môn đó, ngay bây giờ Đức Phật còn đang sống trước mặt họ đây, nhưng mà họ không thấy được Đức Phật, thì bàn đến cái việc sau khi chết rồi nó còn hay không còn, thì chuyện này không cần thiết, phải không? Cho nên cái điểm mà chúng ta tu hành này đó, bảo là có người thấy Phật mà có người không thấy Phật. Tức là nhìn lên tượng Phật thì ai cũng thấy Phật, nhìn lên Đức Phật khi Ngài còn tại thế thì ai cũng thấy đó là Phật. Nhưng mà thấy Phật thiệt á, thì có người thấy Phật mà có người không thấy Phật. Các vị nên suy nghĩ chỗ này. Cái người thấy Phật và người không thấy Phật, tại nên người không thấy Phật thờ nghĩ Đức Phật cũng là con người, rồi nó cũng đi khất thực như tất cả mấy thầy khác, có gì khác nhau đâu. Đây, chúng ta thấy Phật là con người. Cho nên chỗ này đó,
bảo là không thấy Phật. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta mới thấy Đức Phật cũng ôm mình bán, đi tới ngang nhà chúng ta, rồi ta thấy Đức Phật cũng tội nghiệp, cũng thương. Thôi ta đem ta bỏ cho Ngài cái củ khoai, hoặc ta bỏ cho Ngài một cái cỗ bánh mì chẳng hạn. Phải không? Thì cái này đó, bảo là cái người mà thấy là thấy cái hình thức bên ngoài, nhưng không thấy được cái thật ở bên trong, không thấy được con người thật đó. Thấy Đức Phật cũng giống như mấy thầy tỳ kheo khác, nhưng mà cái người có nhân duyên, có căn lành, có niềm tin thì họ thấy Đức Phật, họ thấy khác. Này gọi là thấy bổn Phật, thấy bổn Phật. Cho nên Đức Phật mà khi đi tu đó, Ngài chưa thành Phật mà Ngài đi chung ở trong một cái đoàn sa môn á, tức là những người đi khất thực á, đi xin ngoài đường á, tất cả đều ôm bát đi xin hết. Nhưng mà vua Tần Bà Sa La đó, nhìn thấy Sa Môn Cồ Đàm, tức là Đức Phật khi chưa thành Phật á, người ta gọi là Sa Môn Cồ Đàm. Tại vì họ của Ngài đó là họ Gotama, mình dịch ra là Cồ Đàm. Thì mọi người thấy Ngài làm vị Sa Môn thôi, nhưng mà vua Tần Bà Sa La thì thấy bằng cái căn lành của mình, thấy bằng cái niềm tin của mình á, thì thấy cái vị Sa Môn này không giống như tất cả các người khác. Đó cái điểm quan trọng nhất. Cái người thấy Phật được đó là thấy, thấy không giống như những người khác mà. Còn nếu mà thấy bình thường đó, thì ta gọi thầy nào cũng như thầy nào thôi, cũng mặc áo tu, cũng cạo tóc mà. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta nhìn kỹ lại, thấy cái cốt lõi bên trong đó, thì thầy nói không có thầy nào giống thầy nào hết. Tại sao vậy? Thì cái hình thức bên ngoài là giống như vậy đó, nhưng mà hình thức bên trong đó, Đức Phật nói là có vị thì tu chứng được sơ quả, có vị thì nhị quả, có vị thì tam quả, có vị thì tứ quả, có vị thì Bồ Tát hiện lại, phải không? Có vị thì Phật hiện lại này. Cái hình thức là giống nhau hết, nhưng mà nhìn kỹ vào bên trong đó là thấy hoàn toàn khác. Ta bảo là thấy Phật đó, là thấy bằng này. Ta là thấy bằng căn lành của mình, thấy bằng niềm tin của mình đó, là mới thấy được cái này. Cho nên vua Tần Bà Sa La đó, thấy được Đức Phật trước khi Ngài thành Phật. Cho nên lúc bây giờ đó, vua Tần Bà Sa La đó mới sai cái người hầu cận của mình đi theo dõi cái vị Sa Môn này, xem coi tu ở đâu, rồi về báo lại cho vua biết. Khi mà báo lại cho vua đó, thì lúc bây giờ đó, vua đó mới đi tới cái chỗ mà ẩn tu của Đức Phật đó, trong lúc chưa thành Phật đó, để thăm. Mà nhìn thấy Đức Phật lúc đó chưa thành Phật, mà vua nhìn thấy kính trọng quá đi, cho nên ông vua mới thưa với Đức Phật, nói thôi bây giờ Ngài ở đây tu cực khổ quá, con thấy con thương quá rồi, phải không? Thôi bây giờ vậy, Ngài trở về hoàng cung, thành ra vua sẽ nhường cho Ngài một cái tòa lâu đài để Ngài ở đó, Ngài tu. Rồi đó, khi nào mà rảnh rỗi cái việc triều chính đó, thì trẫm sẽ tới để mà học đạo với Ngài. Đây cái niềm thân. Tức là ông vua ông nhìn ông thấy bên trong cái vị Sa Môn Cồ Đàm này đó, có ông Phật ở bên trong, thế nên muốn học. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, thực tu đó là đi tìm cái này, tìm cái gốc ở bên trong. Ta nói thầy nào mà chứng được sơ quả rồi, phải không? Đức Phật nói sao? Cái thầy đó không lệ thuộc, không lệ thuộc vào cái ăn uống ngủ nghỉ, không lệ thuộc vào cái tình cảm xã hội chi phối. Cho nên gặp cái chuyện vui mà cũng không vui, gặp chuyện buồn mà không buồn, gặp chuyện khổ mà cũng không thấy khổ. Ta nói tất cả mọi cái việc tình cảm thế gian hoàn toàn không chi phối được họ nữa.
Tay người mới được sơ quả đó. Cho nên ta tầm sư học đạo đó, ta tìm cái này. Cho nên vua Ba Tư Nặc này hỏi Đức Phật, hỏi trong bảy vị tu sĩ này, Đức Phật xem thử coi có vị nào đắc được sơ quả, nhị quả chưa. Cái điểm này điểm quan trọng. Cho nên Đức Phật có dạy một điều, nhưng mà ngày nay chúng ta vẫn học được. Tại vì muốn biết được thì lúc bây giờ đó, chúng ta có cơ hội gần gũi, tiếp xúc, nghe cái vị đó nói, nhìn thấy cái cuộc sống của cái vị đó. Từ từ chúng ta mới nhận ra được. Từ từ ta mới nhận ra được đây là cái người có đắc quả hay chưa. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên cái mà gần nhất, quý vị muốn thử cái chúng ta biết. Bây giờ gặp một cái ông thầy nào đó, bây giờ đó, đầu tiên quý vị tới nói thầy ở đâu, con muốn cúng dường cho thầy. Trong lúc đó nếu mà nhìn thấy cái đôi mắt ông ta sáng lên là ta biết này không phải rồi, không có quả nào hết rồi. Đây còn phàm tăng, còn ham muốn giống y như mình thôi, không mắc lầm. Đây là trên bước đường tu đó. Đức Phật nói là cái người này không lệ thuộc tình cảm, không lệ thuộc tình cảm, mà không lệ thuộc vật chất. Cho nên cái đời sống tâm linh họ đã có rồi, cho nên tất cả mọi cái việc chung quanh này không chi phối. Vì vậy đó, mà vua Tần Bà Sa La thỉnh Đức Phật biểu đi về ở hoàng cung đó, cung cấp hầu hạ đầy đủ hết. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật chưa đắc đạo. Đức Phật sao? Đức Phật từ chối. Đức Phật từ chối chứ. Chứ bây giờ đó, nếu mà một cái người bình thường đó, mà nghe ông vua ông tới ông thỉnh mình đi về, phải không? Ông giao cho mình tòa lầu đài đó, thì mình nghĩ đây là nằm mơ còn không có, phải không? Mình đi kiếm tiền cất cái am cái cốc ở mà còn chưa có đây, bây giờ nó tự nhiên có người giao cho mình cái tòa lầu đài như vậy, tham chứ, phải không? Khởi lên lòng tham cái đã đọa rồi. Đây là trên bước đường tu. Thế nên Đức Phật từ chối. Đức Phật từ chối. Đức Phật nói là bần đạo lâu nay đã quen sống với núi rừng rồi, quen sống với núi rừng rồi, cho nên không thích hợp với cung điện lầu đài. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên trên bước đường tu ta nhận này. Cho nên Tần Bà Sa La là ông vua mà thấy được Đức Phật nằm bên trong Sa Môn Cổ Đàm. Cái người thứ hai mà thấy được Phật nữa là gì? Ông Tiên A Tư Đà. Ông này là thấy được Đức Phật đó, khi mà mới sanh ra. Khi mà mới sanh ra đó, còn là hài nhi thôi. Nhưng mà ông nhìn ông thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, thì lúc bây giờ đó, ông mới bật khóc lên. Bây giờ ông nói ông 120 tuổi rồi, cái mạng sống ông không còn bao nhiêu nữa. Mà nếu thái tử này lớn lên đi tu thành Phật thì ông chết mất rồi. Cho nên ông tự than thân mình không đủ phước để mà mình sanh ra cùng thời với Đức Phật để học. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận thấy. Cho nên ông này thấy được ông Phật ở trong con người thái tử. Nên trên bước đường tu bổn môn của chúng ta là cố tìm ông Phật ở trong thân của Thái tử Sĩ Đạt Ta đó. Tìm ông Phật ở trong thân của Sa Môn Cồ Đàm đó. Tìm Đức Phật ở trong thân của Đức Phật Thích Ca khi Ngài chuyển Pháp Luân, phải không? Đây, từng giai đoạn một đó, chúng ta học Phật, tu Phật, chúng ta tìm ông Phật đó, đó để chúng ta học, chúng ta theo. Đây là điều quan trọng nhất, gọi là bổn môn, là đi tìm cái này. Cho nên cái chỗ này Đức Phật nhắc chúng ta là có người thấy Phật mà có người không thấy, phải không?
Thì thầy nói là cả một cái xã hội như thế mà chỉ có Tiên A Tư Đà thấy Phật, chỉ có vua Tần Bà Sa La thấy Phật, còn mọi người chung quanh không ai thấy được Phật hết. Đó là điểm quan trọng nhất. Cho nên chỉ thấy cái hình thức bên ngoài mà không thấy con người thật ở bên trong. Đức Phật khuyên chúng ta đó là nên tìm cái sự thật, tìm cái sự thật ở bên trong con người đó. Phải thấy cho được cái đó, đó. Thấy được cái đó là thấy cái gì? Thấy được cái năng lực ở bên trong người đó, cái đạo đức ở bên trong con người đó, cái hiểu biết bên trong con người đó. Cho nên lúc bây giờ đó, ông Phật mà chúng ta muốn tìm, muốn học, muốn cầu đó là hai cái. Tức là ông Phật đó ta cầu là gì? Ta cầu để học. Cho nên cái hiểu biết của ông hơn mình, cho nên mình hết lòng kính trọng tôn thờ để mình học cái mà mình không có. Mình học cái mà ông có, mình không có, theo học. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, nói khi xưa kia ta làm vua, phải không? Ta làm vua. Nhưng mà mọi người chung quanh chúng ta đó là luôn luôn cứ nghe ta nói, chứ không ai dạy ta được cái gì hết. Cho nên bây giờ đó, ta mới nói nếu có người nào nữa mà có khả năng mà dạy chúng ta được một câu thì ta sẵn sàng hầu hạ cái người đó cho đến trọn đời. Đây cái điều quan trọng nhất. Cho nên cái tinh thần cầu học là chỗ đó. Tức là muốn học thì học những người hiểu hơn mình, biết hơn mình, để học cái hiểu biết của họ đó. Cho nên người này đó là cái người học thực sự. Cho nên học cái này thì không phải học để lấy bằng cấp, nhưng mà học để chúng ta có cái hiểu biết thực sự. Cái thứ hai nữa đó, là chúng ta nhìn thấy cũng là con người, nhưng mà tại sao con người này đó thì lại được nhiều người kính trọng, con người kia đó thì bị nhiều người ghét bỏ? Ta nhìn ta thấy được cái sự kính trọng và cái ghét bỏ này đó trong con người đó. Nếu mà nói bên ngoài đó thì người ai cũng như ai hết, nhưng mà tại sao cái người này được kính trọng như vậy, cái người kia bị ghét bỏ như vậy? Thì bên trong con người này phải có một cái gì chứ, phải có một cái gì để cho người ta kính trọng, phải có một cái gì để cho ta ghét bỏ. Cho nên phải phân biệt giữa cái Phật và ma, thành ác ma. Cái chỗ ác ma này nữa, là thường ta nói là nói thì hay lắm nhưng mà làm thì không được gì đó. Cái chỗ này nữa, chỗ này đó là trong đời của Đức Phật. Đức Phật có một người đệ tử rất giỏi, người em họ của Đức Phật, tức là Hoàng Thúc Tịnh Phạn Vương á, Hoàng Học Phạn Vương. Tại vua Tịnh Phạn có hai anh em, vua Tịnh Phạn và có người em nữa mà Đức Phật gọi là Hoàng Thúc, gọi là Học Phạn Vương. Ông này đó là có hai người con. Khi nghe Đức Phật thành đạo đó thì hai người con này cùng theo Đức Phật tu hết, là A Nan Đà và Đề Bà Đạt Đa. Cái này là sự thật lịch sử này. Nhưng mà hai anh em ruột, cùng cha cùng mẹ, nhưng mà hai người này hoàn toàn khác nhau hết, tánh tình khác nhau hết. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta học Phật, Đức Phật khuyên chúng ta nên tìm cái thật bên trong. Tại sao cùng cha cùng mẹ cùng huyết thống hết nhưng mà hai người này không giống nhau? Thành ra Đạo Bà La Môn nói đó là cái trường hợp đó, cùng huyết thống. Huyết thống Bà La Môn, dòng Bà La Môn là cái người mà sanh ra từ miệng của Phạm Thiên, cho nên người đó làm thầy thiên hạ. Còn nếu ai mà không sanh ra trong dòng Bà La Môn thì không được làm thầy, không được làm thầy. Đây là huyết thống quan trọng. Ai sanh ra trong dòng Sắc Đế Lợi đó thì người đó làm vua, làm quan. Ai sanh ra trong dòng Thủ Đà La đó thì người đó làm thợ thuyền, làm công nhân. Đây là cái điểm quan trọng nhất, chia ra làm bốn giai cấp đàng hoàng. Nhưng mà Đức Phật nói là
hai người này đó là anh em ruột, tức là cùng một huyết thống, cùng cha cùng mẹ, nhưng mà sao cái tánh tình nó hoàn toàn không giống nhau. Như vậy là bên trong của ông Ananda và bên trong của ông Đề Bà Đạt Đa này có một cái gì trong đó nữa. Chúng ta muốn tìm sự thật là ta phải thấy được, thấy được cái sự thật đó. Thế nên con người chúng ta muốn biết được sự thật của con người đó nó đã khó rồi, mà muốn biết được sự thật của một vị hiền thánh đó, thì khó hơn nhiều đó, khó hơn nhiều đó. Đấy, chúng ta tu, chúng ta bắt đầu tìm. Tại vì đó, Đề Bà Đạt Đa đó, thì giỏi, nói thì rất hay, nói rất hay. Nhưng mà rồi đó, dầu có giỏi, có hay đi nữa đó, nhưng mà thực tế đó, cái điều mà chúng ta muốn thấy đó là gì? Cái phước ở bên trong. Ta nghĩ người làm sao mà biết nuôi cái cội phúc mình bên trong đó, cái này mới quan trọng. Còn cái người mà nói hay, nói giỏi, có thể thuyết phục mọi người theo đó, nhưng mà rồi nó tổn phúc đó, thì nó sẽ rơi trong cái tình trạng khổ. Cho nên trên bước đường tu ta nhận định. Thành Đề Bà Đạt Đa là cái người đó mà thông minh, giỏi. Mà bây giờ Đề Bà Đạt Đa cứ nghĩ rằng ta có thể là bằng Phật, ta có thể là thay cho Phật được. Thậm chí đó, mà có lần Đề Bà Đạt Đa thưa Đức Phật, nó bây giờ đó, Đức Phật lớn tuổi rồi, Đức Phật cần phải nghỉ ngơi, thôi để cho ông Đề Bà Đạt Đa là thay Đức Phật quản lý giáo đoàn đi. Cái này ông Đề Bà Đạt Đa thưa, ông thấy đó, là mình giỏi, mình có đủ sức để mà thay cho Đức Phật. Đây là cái điểm quan trọng mà các vị nên thấy. Nhưng mà chỉ nói một lời như vậy thôi, chỉ cái ý nghĩ như vậy đó mà tổn hết phước, tổn hết phước tu hành của mình. Cho nên không thể thấy được cái điều ở bên trong đó. Cho nên giỏi thì ông này khi theo Đức Phật đó, thì làm được nhiều việc. Nhưng mà cậy vào cái giỏi của mình đó mà mất phước, mất phước. Cho nên từ đó về sau đó thì cái quyết định của ông ta đó là quyết định cái gì cũng sai hết. Cho nên các Phật tử nên nhìn kỹ rồi thấy cho nên. Cho nên có người thưa với Thầy thế này, nói cái khi mà con chưa biết làm ăn, phải không? Mà sao con làm cái gì cũng được hết Thầy, làm cái gì cũng trúng hết này. Tiền của nó tự vô, phải không? Nó tự tới với mình. Nhưng mà bây giờ đó là con biết làm ăn rồi, con có kinh nghiệm rồi, mà sao của nó cứ mất lần. Thầy mới biểu này, của nó mất lần đó, ông phải biết là cái phúc ông bị tổn đó, tức là tổn phúc đó. Nếu mà không khéo nữa đó, thì coi chừng mất trắng, mà không khéo nữa đó, là có thể đi ở tù, mà không khéo nữa đó, coi chừng mất mạng. Người xưa thường nói là có phước thì tổn tài, biết không? Vô phước thì tổn mạng. Mất của nó vẫn còn hơn là mất mạng. Cho nên cái này trên bước đường tu của mình nhìn mình biết là mình tổn phúc hay mình được phúc. Tại phước đời trước của mình, cho nên mình không có tính toán hơn thiệt với tất cả mọi người. Nhưng mà lúc bây giờ cái phước của mình, cho nên cái quyết định nào của mình cũng đúng hết. Cái làm của mình có kết quả, cho nên tự nhiên giàu thôi. Nhưng bây giờ mình tổn phúc rồi mà mình không biết. Làm cái gì đó tổn phúc rồi mà không biết. Cho nên từ cái chỗ đó mà mất phước rồi đó, thì tài sản cũng sẽ theo đó mất. Mà Thầy thấy đó, thường người ta tổn phước nhiều nhất là ở cái chỗ này nè. Khi mà mình còn nghèo, còn khó đó, mình kính trọng mọi người dễ, phải không? Mình kính trọng mọi người dễ, ai mình kính trọng hết, mình nhịn mọi người dễ. Nhưng mà khi mình giàu có rồi, thế lực rồi đó, thì bây giờ mình nhịn một người, cái chuyện này rất khó. Nhưng mà khinh người nữa, thì cái này dễ có lắm. Cho nên, xem thường người, khinh người nữa, thì coi chừng cái phước mình dễ mất lắm. Nhưng mà xem thường một người đó ngang mình,
thì cái này còn dễ chịu. Nhưng mà xem thường một người trên mình á, thì cái này tổn mau lắm. Ta gọi là tổn đức. Đây là điều quan trọng. Cho nên Đề Bà Đạt Đa đó, tự xem thường Đức Phật đó, nghĩ mình có khả năng thay Đức Phật được đó. Cho nên chỉ một ý nghĩ như vậy đó mà cái phước mất hết. Cho nên công phu tu hành của mình cũng mất hết. Ta đã mất hết. Thì khi mà mất hết rồi đó, thì cái quyết định nào đó, trong cuộc sống cũng sai hết. Khi đó bắt đầu đó, nó xuống dốc, nó tàn tệ. Nó tàn tệ rồi đó, tất cả những người mà theo ông ta đó, rồi nó cũng mất phước theo. Cũng mất phước theo, cũng tàn tệ theo. Cho nên lần lần người ta cũng bỏ ông hết. Thành ra tới cuối đời đó, ông bị lâm bệnh nặng. Lúc bây giờ ông mới có một chút hối hận, phải không? Ông nghĩ rằng biết rồi, mình chỉ nói một cái lời mà tổn phúc đó, mà mình ra nông nổi như thế này. Quyết định nào cũng sai hết, tất cả mọi việc thất bại hết. Cho tới bây giờ thân tàn ma dại rồi, mà bệnh hoạn rồi. Cho nên lúc cuối cùng cuối đời ông nữa, ông mới hối hận. Ông còn lại hai người đệ tử trung thành nhất. Ông nói thôi bây giờ đó, hai ông giúp ta đi về để xin sám hối với Đức Phật cho nên. Ta nên đi về tới Trúc Lâm đó, thì bây giờ đó, ông chỉ có một cái là khởi lên cái ý niệm, khởi lên cái ý niệm là quy y Phật. Tại hồi nãy đã ông bỏ Phật đi, bây giờ quy y Phật có nghĩa là trở về với Đức Phật. Ông chỉ đọc được có một câu đó thôi, quy y Phật. Quy y Phật, còn hai câu sau là quy y Pháp, quy y Tăng đó, chưa nói được đó thì tắt hơi. Đây là cái trường hợp. Nhưng mà Đức Phật nói đó, ông cũng còn cái may mắn một chút đó, là cuối đời hối hận và nói được một câu là quy y Phật. Cho nên đời sau, nhiều đời sau nữa, ông có thể tiếp tục sanh trở lại và tu hành, rồi cũng sẽ thành Phật. Cái này tới Kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói vậy. Đó là cái điều quan trọng nhất. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đã tu theo bổn môn, là đầu tiên chúng ta tìm thấy được Đức Phật nằm ở trong cái thân của Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, trong cái thân của Sa Môn Cù Đàm đó. Đức Phật đó mới quan trọng. Rồi kế tiếp theo đó, chúng ta mới nhìn thấy được các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng mà thị tùng với Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy vậy. Rồi chúng ta mới thấy thêm được cái gì? Tức là hộ pháp Long Thiên, Bát Bộ. Cho nên đầu tiên chúng ta không thấy được cái này. Nhưng mà Đức Phật nói là chúng ta dùng niềm tin để chúng ta thấy. Ta dùng niềm tin để chúng ta thấy chứ. Dùng niềm tin để thấy là thấy sao? Nếu mà thấy theo cái khôn dạy của cuộc đời đó, thì chúng ta nghĩ rằng Đức Phật không khôn hơn mình, phải không? Đức Phật không khôn hơn mình. Đức Phật dạy quá. Tại vì cái khi đó làm thái tử đã chuẩn bị lên làm vua, phải không? Sướng chết đi chứ. Đây mình nằm mơ còn không có mà. Nhưng bây giờ đó, Ngài bỏ Ngài đi tu đi. Tức là dạy quá, phải không? Có ai dám nghĩ vậy không? Tức là mọi người đương thời đó họ đều nghĩ như vậy hết chứ. Cho nên mình ước mơ có một cái thân hình khỏe mạnh như Thái tử Sĩ Đạt Ta, muốn có một cái đầu óc thông minh như Sĩ Đạt Ta, muốn có cái hoàn cảnh như Thái tử Sĩ Đạt Ta chứ. Ước mơ. Ước mơ. Đức Phật dạy chúng ta cái này, ước mơ này coi chừng chúng ta tham vọng này. Thấy theo cái tham vọng thấy đâu có đúng. Còn Đức Phật vì không có cái tham vọng, cho nên cái thấy của Ngài đúng chứ. Nên chỗ này người ta gọi là thoát ngục vàng, phải không? Ngai vàng điện ngọc đó là địa ngục. Đây là ngục tù, phải không? Các vị có thấy chỗ này không? Cho nên các ông vua đó, mà hưởng thụ cái đời sống cao sang chừng nào đó,
thì cái mạng sống càng ngắn chừng đó. Đây chúng ta thấy. Cho nên cái đây nhìn thấy, mình thấy là cao sang, nhưng mà lúc đó thấy thử sư ta thấy cái này là nguy hiểm, là chết này. Cho nên bây giờ đó, ông vua ông cho xây 3 tòa lâu đài cho thái tử. Một tòa nữa là mùa đông, một tòa là mùa hè, và một tòa nữa là mùa khô. Đây, 3 tòa ở 3 mùa, Ấn Độ nó có 3 mùa. Cho nên bây giờ nữa là thường mình đây, nếu mà nhà giàu thì sao? Đây, đầu tiên là quý vị lên mua một cái biệt thự ở trên Đà Lạt, phải không? Đây là cái biệt thự mùa hè của mình. Mùa này nóng quá, bây giờ đây nóng quá, thôi lên Đà Lạt ở, phải không? Mùa hè thôi lên Đà Lạt ở. Hoặc là đi mua một cái biệt thự ở ngoài Nha Trang, đây có gió biển, đây mát mẻ, nếu mà mình có tiền. Đây là trên cái bước đường tu đó. Chúng ta nhìn kỹ là ta thấy đây là sang chứ, sang trọng. Nhưng mà cái nhìn của Đức Phật, nhìn của Thái tử là khác. Cho nên ta học Phật, ta tập nhìn theo cái nhìn của Đức Phật, nhìn theo Thái tử mà ta quyết đoán. Thì bây giờ đó, Thái tử nghĩ sao? Mình chưa làm được cái gì lợi ích cho xã hội hết đó, mà cái chi phí cho mình ở đây đó quá lớn đi. Cái nợ này làm sao trả? Các vị nghĩ không? Cho nên Đức Phật khuyên mình nên cân nhắc cho này. Một ngày mình làm ra được bao nhiêu tiền của thì nhớ là đừng tiêu xài hết phân nửa, phải không? Tức là mình phải chi tiêu dưới phân nửa thôi, chứ đừng chi tiêu quá phân nửa nữa. Quá phân nửa thì còn không thọ rồi. Tên một ngày mà mình kiếm được 100 triệu nữa thì thôi quý vị nên chi dưới 50 triệu thôi, phải không? Còn để lại trên 50 triệu này đó, để làm những cái chuyện có ích này. Cho nên thứ nhất là để tái tạo sản xuất, thứ hai đó là phục vụ công ích. Tại cái phục vụ công ích này rất là quan trọng. Cho nên cho ngài 3 tòa lâu đài vậy. Ngài nói là chưa làm được gì hết, mà bây giờ nữa cái chi phí này quá nặng đi, sợ cái phước nó không đủ rồi nó sẽ suy sụp, nó sợ chứ. Cho nên lúc bây giờ cái việc đầu tiên của ngài là gì? Ngài nói là đây là lúc còn làm thái tử chứ chưa phải là thầy tu đâu. Ngài nói bây giờ tất cả các cái cung phi mỹ nữ đàn ca sướng hát mỗi ngày làm cho thái tử vui đó, thì thái tử nó thôi không cần cái này nữa, thôi không cần cái này nữa, thôi bớt cái này đi. Tức là bớt được cái nào nữa thì mình đỡ cái chi phí chừng đó, mình còn lại tích lũy cái phước. Ngài cắt hết cái này rồi còn lại một số ít tiền của đó, ngài đi bố thí. Tại này đi bố thí cho những người nghèo ở trong hoàn cảnh. Đây là trên bước đường tu. Cái tu của ngài đó là tu thì cái phước đời trước của mình có, cho nên mình được như thế này. Bây giờ cái được này đó, nếu mình biết tu đó, mình để mình đầu tư vô chỗ nào có cái việc tốt. Đây là để mình có. Cho nên hôm qua đó, ta đã có một Phật tử, một dinh nhân, nữ Phật tử đó. Thì bây giờ cái ngày hôm qua, ngày hôm kia gì đó, ngày đó ta gọi là ngày quốc tế phụ nữ, phải không? Ngày quốc tế phụ nữ gì đó, người Phật tử được, người phụ nữ được vinh danh. Thành ra cái bà này đó mới đem tới cho thầy là 5 tỷ đồng. Bà nói là cái số tiền này đó của con kiếm được, con muốn là đầu tư vô cho thầy để mà nuôi cái Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự thật. Mới ngày hôm qua, ngày hôm kia vậy đấy. Thế nên cái này thầy cũng không nghĩ trước nữa.
Tại hồi nào giờ để Phật tử mà tới thăm Thầy cúng dường thì 5.000, 10.000, cái này nhiều hơn phải không? Cái này một Phật tử mà Thầy thấy ăn mặc cũng rất là đơn sơ, cầm một cái túi xách tới mà nói một cái là cái này là 5 tỷ đồng cho con Hùng Phước để nuôi tăng. Tại vì con cũng có cái nguyện đời sau con được làm tăng, con được xuất gia làm tăng, cho nên bây giờ đó con nuôi tăng trước. Thầy nói đúng rồi. Tại vì có những vị tăng đi khất thực, đi xin nhưng mà vẫn ôm bát không. Ôm bát không. Đức Phật nói là cái vị này đã chưa từng cúng dường cho ai hết, cho nên bây giờ sanh lại chưa có cái phước này, cho nên đi cúng, đi tu nó vẫn phải nghèo, phải đói thôi. Mà nếu hay khởi lên cái tâm nó ganh tị nữa nó thì đọa mất kiếp luôn. Cho nên phải biết được đó là mình chưa từng bố thí, chưa từng cúng dường, cho nên bây giờ nó mình cầu xin bố thí cúng dường cái này không ai cho mình đâu. Cho nên nó thầy nói cái bà này khôn quá. Cái bà này khôn quá, thầy nói thầm trong lòng thầy nghĩ đây chắc có lẽ là Bồ Tát Quan Âm khiến bà tới. Thôi nhìn thầy thấy cái mặt bà cũng hơi giống Bồ Tát ngoài kia phải không? Chắc Bồ Tát khiến tới mà. Đây là cái điểm quan trọng nhất, cho nên thầy mới kêu Ni Sư Như Nguyệt làm thủ quỹ của trường, nhận cái số tiền này đem gửi vô ngân hàng để hàng tháng mà chi phí cho học viện của mình. Đây là cái điểm quan trọng nhất đó, thầy nói. Thầy nói trên bước đường tu nữa. Thì cái này đó, cái bà này không biết là đệ tử của ai, không biết, nhưng mà hiểu được như vậy là bà hiểu được cái chỗ Đức Phật làm, hiểu được cái gốc của Đức Phật, nhiều đời nhiều kiếp tu hành đạo Bồ Tát, bố thí cúng dường, cho nên Ngài đầy đủ phước và đầy đủ huệ, đời này sanh ra đó làm con người, nhưng mà bên trong đã có đủ hết rồi. Còn nếu đời trước chúng ta chưa từng học, chưa từng tu phước đó, thì đời này sanh ra đương nhiên chúng ta khó rồi. Mà chúng ta tạo nghiệp đó, thì đương nhiên cái hoàn cảnh đối với chúng ta còn khó hơn nữa. Đó là trên bước đường tu để chúng ta nhận ra. Cho nên cố tìm cái bên trong, tìm cái gốc ở bên trong. Đó. Thì bây giờ đó, từ cái góc độ này đó, chúng ta mới nhìn ra, quan sát kỹ. Mà nói quan sát kỹ này đó, thì Đức Phật khuyên chúng ta đó, đừng nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm. Mà nhìn bằng tâm đó, thì lúc bây giờ cái tâm đó phải là tâm thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh, cái tâm mà cắt bỏ hết tất cả những cái tham sân si nữa. Cái lòng ham muốn mình không có nữa, cái bực tức mình không có nữa, thì cái trí tuệ mới sanh được. Thầy đọc thấy một cái vị cao tăng nào đó nói một câu rất đơn giản mà rất hay. Dục hải kiệt, trí hải hoằng thâm. Nếu mà cái lòng ham muốn mình á, mà hết rồi, dục tức là không lòng ham muốn. Cái lòng ham muốn mình á, người ta nói, cái lòng ham muốn mình sâu như cái biển không đáy vậy, biết không? Bao nhiêu cũng không đủ hết. Mà bây giờ cắt cái lòng ham muốn này rồi, cắt hết cái lòng ham muốn này rồi, thì cái huệ của mình á, nó cũng sâu như cái biển của lòng ham mình. Thì lúc bây giờ sao? Cái kết quả của mình á, là mình không ham muốn những cái điều tốt lành tới cho mình, nhưng mà những điều tốt lành nó luôn luôn tìm tới với mình. Đây là trên bước đường tu. Thì bây giờ đó, mình nhìn người, mình nhìn đời, mình nhìn ra như vậy đó, thì mình sẽ từ từ mình phát hiện ra. Mình phát hiện ra ai là Phật sanh lại trên cuộc đời này, ai là Bồ Tát sanh lại trên cuộc đời này, ai là Hiền Thánh sanh lại trên cuộc đời này. Rồi đó, chúng ta nương tựa, chúng ta tu học. Cho nên ở trong đạo tràng Pháp Hoa Bổn Môn của mình đó, là khi mà lại tăng đó, khi quy y đó, thì thầy nói là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng mà thực đó, thì sao? Pháp Hoa Hội Thượng, nhất thiết Hiền Thánh Tăng. Thầy đó là chỉ nương với các vị Hiền Thánh Tăng trên hội Pháp Hoa thôi. Tại là trên hội Pháp Hoa đó, tại sao ta nói hội Hiền Thánh ở trên hội Pháp Hoa? Tức là Hiền Thánh Tăng đó, là bắt buộc đó,
là người nào đó cái thân phải trong sạch như hoa sen, phải không? Ở trong bùn mà không nhiễm á, thì bây giờ đó thầy mới tôn thờ. À, rồi đó, lúc bây giờ đó cái người nào mà có một cái trí sáng suốt như là viên Minh Châu đó, thì cái trường hợp này thầy mới tôn thờ. Hiền thánh là cái chỗ này, tức là hiền thánh thân. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta là gì? Không phải là hiền thì ta không làm bạn. Trên bước đường tu thì cái này quan trọng. Ác ma là ta tránh xa rồi, phải không? Nhưng mà phải là hiền thì chúng ta mới làm bạn. Hiền là cái con người mà dám sống thật, sống thật, nói thật. Ta nên bạn bè với nhau đó, nhưng mà không thật với nhau đó, thì quý vị làm bạn này nguy hiểm không? Tức là bạn này nhất đó là cái trường hợp ta gọi là bạn đạo hay là bạn lòng đây nè. Tức là sạch rồi, không có cái tham lam và ích kỷ bên trong nữa. Cho nên nói thật được. Cho nên đây là cái điểm quan trọng. Đây là hiền, tức là người hiền. Thành ra ta kiểm tra, ta coi thử coi cái người nào đó mà lần này, lần sau, nhiều lần mà ta thấy lần nào cũng không bao giờ nói sai, thì cái trường hợp này ta tin. Cho nên ông Kiều Trần Như mà đi theo Đức Phật, ông Kiều Như nói một câu rất dễ thương này: từ khi mà tôi được biết Sa Môn Cù Đàm cho tới ngày nay đó, tôi chưa bao giờ mà nghe Ngài nói cái gì mà không đúng. Bạn là như thế đó, bạn đạo là như thế, bạn tu là như thế đó. Chưa bao giờ bạn nói sai, phải không? Cho nên bây giờ tôi mới theo, tôi mới tu chứ. Bạn nói vậy tôi tin chắc. Ngài A Nan nói một câu rất dễ thương: là mặt trời có lạnh lại, mặt trăng có nóng lên đi nữa, cái điều này không bao giờ có, phải không? Thì con vẫn tin lời của Đức Phật là không bao giờ sai. Đây là trên bước đường tu đó, mình chọn mặt gỡ vàng là chọn được, chứ còn không thì mình sẽ thất bại. Mình chỉ nhìn bề ngoài không thì mình thất bại. Cho nên Thái tử Sĩ Đạt Ta đó, khi mà vượt thành đi tu đó, thì nếu thông thường, thông thường thì ta nghĩ sao? Ta nghĩ là Thái tử Sĩ Đạt Ta vượt thành đi tu thì lúc bây giờ đó là đêm khuya rồi, đến canh đó, nó mệt nó nghỉ hết rồi, cho nên lúc bây giờ đó là Thái tử Di Sa Đạt mới lên ngựa đi, phải không? Ta ngủ quên hết rồi, ta mình đi yên lặng này đi. Nhưng mà nếu mà ta hiểu thêm sâu một chút nữa, ta thấy không phải vậy, ta thấy không phải vậy đâu. Tại vì vua Tịnh Phạn biết là Thái tử đêm nay sẽ đi tu, Thái tử sẽ đi tu, cho nên Ngài mới cho canh phòng cẩn mật. Canh phòng cẩn mật thì làm gì mà có mấy ông lính canh mà ngủ quên, tường thành như vậy mà Thái tử đi vậy. Cho nên cái điểm này, thành ra mình nhìn sâu vô bên trong, mình thấy còn có cái ẩn số này. Cho nên người tu bổn môn là nhìn như vậy. Thế nên thầy nhìn sâu vào bên trong, thầy thấy này không phải. Thầy thấy không phải vậy đâu. Tại vì cái sự thật cuộc sống chúng ta thấy. Đức Phật có một cái tên hầu cận, cái Sa Nặc này là cái người trung thành hết mực, phải không? Này cũng khó có lắm. Rồi nó cũng có một con ngựa này cũng trung thành hết mực. Con ngựa kiền trắc này đó là không ai cưỡi nó được hết. Con ngựa này ta gọi là ngựa thần, ngựa trời. Cho nên người mà cưỡi ngựa giỏi đi nữa, vừa trèo lên cái nó hất cái rớt xuống. Đây bây giờ chúng ta là chưa có biết cưỡi ngựa thì chúng ta không biết cái chuyện này. Nhưng mà ta hỏi những người cưỡi ngựa, họ nói với ta có ngựa ta gọi ngựa trứng, khó lắm, cưỡi nó không được đâu, nó không chịu, nên là hất rồi. Nhưng mà con ngựa đó nó là chỉ duy nhất là chỉ có Thái tử Sĩ Đạt Ta cưỡi nó được thôi, ngựa kiệt trắc. Cho nên khi mà vượt thành xuất gia thì sao? Chỉ có con ngựa này mới bay ra cổng thành được.
con ngựa này mới bay ra cổng thành được, chứ không phải là lính canh ngủ mà đi nữa. Còn nếu mà muốn cho nó ngủ thì phải có người nào đó để bỏ thuốc mê cho nó mới ngủ chứ không? Nếu cả thành ngủ hết đi. Cho nên chỗ này chúng ta nhìn sâu chúng ta thấy. Cho nên ngựa Kiền Trắc có cái đặc biệt đó, là khi đưa Thái tử Dược Thành xuất gia rồi đó, thì coi như cái việc của Ngài đã xong rồi. Cho nên đi về tới Hoàng Cung nhịn ăn, đem cỏ tới không ăn nữa. Và chết phải không? Để cho sạch bụng rồi chết đi. Đây, cái này đặc biệt chứ. Có người đặc biệt rồi đó, cái con vật cũng đặc biệt nữa. Tất cả những cái này là những cái điều kiện tiên quyết để cho Đức Phật đi tu thành Phật. Từ cái quyết định của Đức Phật, từ những người xung quanh của Đức Phật, từ tất cả những rồi đó, bây giờ đó, bảo rằng Ngài tới bìa rừng đó, Ngài gặp cái ông thầy tu giả mặc áo sa môn nhưng mà vai có đeo cung tên phải không? Và lúc bây giờ đó, Ngài mới kêu cái anh này nói thôi, anh đổi đi, anh đổi cái áo thầy tu của anh cho tôi đi. Đổi áo thầy tu để tôi đi làm thầy tu. Còn anh lấy cái áo hoàng tử này đó, anh đem lên bán đó, thì anh sống cả đời. Thì cái ông thợ săn đó, nói đổi thì đổi, phải không? Rồi hai ông cởi áo đổi cho nhau. Tức là cởi áo đổi cho nhau xong rồi đó, thì thái tử quay lại thấy ông thợ săn đâu biến mất rồi, phải không? Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Cho nên con mắt của Đại Thừa người ta nhìn, người ta thấy đây cái ông thợ săn mặc áo tu này đó, là đem cái áo tu này tới cho Thái tử Sĩ Đạt Ta mặc cái áo này vô tu. Cho nên cái điều đặc biệt nhất đó, là suốt 6 năm tu khổ hạnh đó, là Thái tử Sĩ Đạt Ta chỉ mặc có một cái áo này duy nhất. Mặc có một cái áo này thôi, có một tấm vải này. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cái này là cái tấm vải này đó, là của trời Đế Thích, phải không? Tức là để che chở cho Thái tử trên bước đường tìm đạo. Cũng giống như đường Huyền Trang mà đi thỉnh kinh ở bên Ấn Độ, đi 17 năm như vậy. Là cái trường hợp nhờ cái lá y của Bồ Tát Quan Âm cho, phải không? Cái này là hộ mạng. Cho nên trên bước đường tu, cái này là hộ mạng. Còn tất cả các Phật tử đạo tràng chúng ta đeo pháp y này đó, cái này người ta gọi là cứu mạng y. Cứu mạng y. Ta tin như vậy đó. Cái này đó là Thầy làm theo cái mẫu mà của Đức Phật đó, khi xé cái y Ngài ra đó, Ngài cho cái Long Vương để mà phát cho mọi người ở dưới Long Cung. Tại cái lúc mà bị Kim Sĩ Điểu bắt đó, ăn thịt đó, rồng bị bắt ăn thịt đó, thì bây giờ Long Vương mới lên khóc với Đức Phật. Đức Phật thôi, thành ra Ngài xé cái y Ngài ra, Ngài cho mỗi người mảnh vải quấn trên cổ đó, thì Đại Bàng không bắt được nữa. Đại Bàng không thể nào bắt được. Đây là cái trường hợp đặc biệt. Cho nên đó, lấy theo cái tinh thần đó mà Thầy mới làm cái pháp y này. Coi như cái pháp y này là của Phật mà cho mình thôi, để nào mà mình giữ, nó hộ mạng cho mình. Nếu tu theo bốn môn là như vậy đó. Cho nên khi mà Thầy sang Nhật đó, Thầy học bốn môn pháp hoa đó, thì tới chừng đó Thầy mới có cái là thọ cái pháp y này. Chứ hồi ở nhà thì Thầy chỉ đắp cái y giống như các hòa thượng ở nhà thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nên nhìn kỹ lại ở trong đạo tràng mình mới có cái pháp y này. Chứ còn các cái nơi khác thì không có. Chỉ có cái áo giới thôi. Đó. Cho nên Thầy nhắc cho tất cả các Phật tử, đây là chúng ta tu bổn môn. Cho nên chúng ta cố tìm cái gì mà sâu xa bên trong đó, ta phát hiện ra, rồi ta áp dụng trong đời sống của mình nữa. Tu thì nhất định là phải có những cái kết quả. Mà cái kết quả đó hầu hết là mình không có tham cầu, không có mong muốn, nhưng mà nó từ tới đó.
thì chỗ này mình biết là mình tu nó có cái phước rồi, cái phước sanh ra rồi nó mới có những hiện tượng. Còn cái ham muốn của mình tức là càng ham muốn bao nhiêu thì cái khổ càng chồng chất lên cho mình bấy nhiêu, không bao giờ mà tới đúng với cái suy nghĩ bằng tham vọng. À, tức là cái ham muốn không thực tế đó, thì chỉ chuốc họa vào thân thôi. À, thầy xin gần đây rồi, kỳ sau chúng ta tiếp.